Hai pin dung lượng cao cho iPhone hơi sắc mắt. Lưu ý, clip này sẽ có phần test thời gian sử dụng trên cục pin này. Anh em nhớ xem hết video ha. Bữa giờ làm clip thay pin rất là nhiều, nhưng mà mình thấy anh em hỏi cái vụ này nữa ha. Pin như nào? Xài châu không? Cầm pin không? Máy có nóng không? Thì clip này sẽ có phần kiểm tra thực tế cho anh em nhớ theo dõi đến hết video ha. Khách chọn loại pin siêu cao từ Vsmart, dung lượng thiết kế lên tới 3700 mAh so với 3174 của nhà sản xuất nha. Kiểm tra chức năng thì con máy này đã mất phê đi, pin thì cũng đã được thay thế. Mình cùng xem con máy bên trong nha mọi người. Ôi trời ơi, thật sự riêng cho mình thì không cần ký mọi người, chẳng có ai ăn trộm đâu, nhưng mà chỗ khác thì mình không biết nha, hên xui. Còn chỗ ăn trộm nhiều người ta sẽ ký nhiều. Ở Smart á thì ra mắt năm 2018, pin bây giờ đa số chỉ còn 8 ít nhỏ hoặc là bảo trì. Số lượng thay pin của Smart nhận tại 3 chi nhánh của Mr. Cao mình rất là nhiều. Như các bạn thấy á thì con máy anh trai đã từng thay pin và thay màn. Nội thất máy rất là nhơm nhuốc vì không được vệ sinh, và cái ron chống nước thì thợ trước cũng không gắn luôn. Đến đây thì mình sẽ vệ sinh, dán cho anh một miếng ron ép mới thật là chỉnh chu. Theo quan sát của mình á, thì pin trước anh thay á, là pin EU, nó đứng thứ tư trong các phân khúc pin. Ngon nhất vẫn là pin Apple, thứ hai đến pin Vincent và Energizer, thứ ba là pin Smart, thứ tư là pin logo táo. Chất lượng pin thì mình vừa sắp xếp theo thứ tự, anh em tham khảo ha. Đây là ron chống nước mới, mình sẽ dán lại cho anh dai luôn ha. Tuy nó có mấy chục ngàn thôi, nhưng sẽ bảo vệ cái máy của các bạn, chống được hơi ẩm, chống được ướt mưa, nhất là bụi bặm làm hỏng máy nha. Sau 5 năm vệ sinh máy và vệ sinh keo pin thì như vậy mới vừa có mắt của mình. Nhân vật chính của chúng ta đây anh em, pin Vsmart Super siêu cao. Con pin này á, nói về độ trâu thì theo mọi người feedback á thì rất là khủng, nhưng vẫn có một số ít tỷ lệ lỗi. Nhưng mà không sao, công ty vẫn bảo hành 1-1 cả năm, nên anh em cứ yên tâm. Giờ thì cùng mình wrap lại và chuẩn bị test máy thôi nha. Bài test đầu tiên, video 4K 60fps nặng nhất rồi ha. Action. Sau 20 phút, pin từ 74% còn 69%, tụt 5%, quá là khủng khiếp. Bây giờ khuyến mãi thêm 10 phút lướt top top và YouTube xem như thế nào nha. Kết quả từ 69% còn 67%, hơn cả sự mong đợi anh em. Tiếp theo là nhiệt độ máy. Anh em thử test bài test này xem máy anh em tụt bao nhiêu. Nhiệt độ máy là 35.5. Ok. Mọi người thấy video hay và hữu ích, nhớ ủng hộ Mr. Cao bên mình bằng một like và một follow ha. Bên mình thì cuối tuần đều có chương trình giảm giá thay pin tại đây dành cho Mr. Cao. Các bạn có yêu mến và muốn thay hồi phục một pin chuẩn kỹ thuật thì ghé nhắn anh em mình, gọi anh em mình nha. Bye bye.